Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đi Nhật về ông Chủ tịch Phúc ngồi thớt hay ngồi lên ghế, cửa hẹp sao thoát lây. Có thể nói rằng việc bị cho đi Nhật dự đám tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe là một dấu hiệu cho thấy ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc như là một chủ tịch đã thất sủng thực sự. Ông đi nước ngoài mà Bộ Chính trị lại tước bỏ mất đặc quyền đặc lợi dành cho một nguyên thủ quốc gia, đó là đi chuyền cờ. Dù chỉ là mang tính biểu tượng nhưng ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không thể bị coi thường đến như vậy. Ông chính là bộ mặt quốc gia của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Ông có quyền được hưởng những quy chế dành cho nguyên thủ quốc gia đúng nghĩa. Có lẽ bao lâu nay, người Cộng sản không hề biết đối xử quân tử với người dưới. Đã bị ngã ngựa nên mọi thái độ của họ đều bị người dân phát hiện ra rất sớm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đi viếng tang ông Abe. Vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu thì dường như đã dính đến vụ án rất nóng hiện nay, đó là hai vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu. Nếu ông Chủ tịch có tội thì cần trừng phạt nghiêm minh chứ không phải bằng thái độ coi thường như vậy đối với ông. Cũng có người đánh giá rằng với việc bị tước hết đặc quyền cho nguyên thủ quốc gia sau chuyến đi Nhật trở về thì số phận của ông Chủ tịch nước lành ít dữ nhiều. Với sai phạm như núi Thái Sơn của vợ, và liệu rằng ông Chủ tịch Phúc có thể trụ lại tại hội nghị Trung ương 6 tới đây hay không? Đó chính là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Và liệu rằng ông về nước sẽ bị lên thớt hay thoát nạn? Vào ngày 15 tháng 9, tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hà Nội, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam đưa ra một nhận định như sau. Xử một vụ án thôi mà cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, cả một vùng. Hiện nay, ông Tô Lâm đã bắt được khá nhiều. Ông đã từng bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng như là lời răn đe cho chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Phạm Bình Minh. Như vậy, ông Tô Lâm đã gián tiếp thừa nhận ông bắt người là vì mục đích chính trị. Bắt người không hẳn là làm sạch nội bộ và bộ máy của nhà nước như Đảng Cộng sản vẫn rêu rao, mà bắt người để áp lực cho ai đó phải cầm họng và nhường chỗ. Và phải mất chức hoặc để lại chỗ trống cho phe ta chám vào đó. Thực ra công cụ điều tra là cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, cả một vùng, chứ không phải là bắt người. Hình thức điều tra dùng hồ sơ điều tra để ngã giá chính trị thì đó chính là thủ đoạn quen thuộc của quan chức nhà nước Cộng sản. Không thể nào ông Tô Lâm không biết được. Đây là hình ảnh hai người đang muốn đưa ông Chủ tịch nước lên thớt. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, đối với nhân vật trong tứ trụ không thể có chuyện bắt bớ mà thay vào đó là điều tra rồi dùng hồ sơ điều tra đấy thay đổi cuộc chơi. Và hiện nay ông Tô Lâm đã có những cuộc điều tra nhắm vào bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vì thế đấy mới là công cụ để ông đưa ông Chủ tịch nước lên trên thớt. Có người thì ngã giá rằng việc ông Chủ tịch nước đi Nhật xem như là lên thớt và hội nghị Trung ương 6 sắp tới là việc gần như chắc chắn. Với thớt đã được trở sẵn, tuy nhiên câu hỏi mà người ta đặt ra là liệu rằng họ có chạm được sự nghiệp của ông Chủ tịch Phúc hay không mà thôi. Với những gì ông Tổng Bí thư và ông Tô Lâm đang có trong tay, ông Chủ tịch Phúc đang có một cửa khá hẹp để lách qua, và liệu ông có lách được hay không? Ông Chủ tịch nước cần liên minh với ông Thủ tướng, vì nói cho cùng cả ông Thủ tướng và ông Chủ tịch nước đều là kẻ thất thế trước ông Tổng. Và lại ông Tổng đã liên minh để đốt lò mà ông Chủ tịch và ông Thủ tướng không liên minh thì đại sự rất khó thành. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu, người được cho là đang mang lại rắc rối lớn cho ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Số phận của ông Chủ tịch nước ra sao thì cũng còn phải chờ. Tuy nhiên, đã còn nước thì phải còn tát và không thể đầu hàng với số phận của mình. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn có hai con trai là Nguyễn Xuân Hiếu. Hiếu rất cần quyền lực của người cha dẫn dắt trên con đường chính trị sắp tới. Vậy nên, ông Phúc cũng cần phải chiến đấu và giữ. Nếu ông chịu thua, e rằng Nguyễn Xuân Hiếu sẽ thấy bờ vờ và không còn cơ hội để bước tiếp. Nói chung, cả gia đình ông Phúc cũng đang chờ kết quả cuộc chiến của ông. Về nếu chiến thắng, người trong gia đình cần phải được chấn chỉnh là vợ ông, bà Trần Thị Nguyệt Thu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không hạ thì sẽ bị hạ. Hai Nhật đang bị công dữ dội, ông Tổng quyết hạ cánh miền Nam.
Có thể nói ông Tổng Trọng chỉ vào Sài Gòn đúng một ngày nhưng ông đã chuẩn bị rất nhiều năm. Với lại ông kéo vào Sài Gòn hàng loạt các ủy viên Bộ Chính trị vừa chia sẻ rủi ro vừa để những người này hỗ trợ ông đẩy mạnh hơn nữa việc giải quyết vụ đại án tại Thủ Thiêm. Võ Văn Hoan thì đã bị kỷ luật khiển trách. Ông Võ Văn Hoan trước khi ông Tổng bước chân vào Sài Gòn 5 ngày cho thấy ý đồ của ông Tổng đã làm gì rồi. Ông Võ Văn Thưởng từng là Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh trước khi ra Hà Nội nhận chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Lúc đó ông Thưởng thay vị trí của Nguyễn Văn Đua nên sẽ hiểu về vụ án Thủ Thiêm này nhất so với những nhân vật khác trong ban bí thư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh khi đó. Được biết ông Võ Văn Hoan từng là chánh văn phòng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được giao cho là người được cho là đã thủ tiêu chiếc bản đồ gốc của Thủ Thiêm để so sánh với bản đồ quy hoạch sau này được ký ban hành bởi ông Nguyễn Văn Đua moi ra sai phạm. Đã bao nhiêu năm nay ông Võ Văn Hoan chưa đưa ra bản đồ gốc là nguyên nhân vụ Thủ Thiêm đang bế tắc. Ngày nào ông Nguyễn Phú Trọng còn tại vị thì ngày đó ông còn tìm cách hạ Lê Thanh Hải. Vì thế chuyến đi vào Sài Gòn mà ông Lê Thanh Hải không hạ được ông Tổng thì ắt ông Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải, sẽ bị hạ nếu ông Tổng khai thác được những sai phạm từ ông Võ Văn Hoan. Sắp tới, nhân vật cấp cao của các nhân vật thuộc Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có sự xáo trộn rất lớn. Ông Nguyễn Văn Nên có thể về Trung ương nếu Trung ương có ghế trống dành cho ông sau kỳ ăn chia ở Hà Nội, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới. Mọi sự sắp đặt đều còn phải chờ. Đã 7 năm, ông Trọng chưa làm gì được nhóm tam trụ ăn đất ở Sài Gòn, thì xem ra cái lò mà ông Trọng xây dựng từ nhiều năm qua cũng không thể trụm được củi lớn. Thời gian dành cho vị trí tổng bí thư của ông còn khoảng 3 năm nữa. Ông Trọng cần phải làm gì đó để xử lý được đống rác này. Người dân Thủ Thiêm thì chịu oan ức đã quá lâu, xã hội thì bức xúc nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại bất lực. Một tổng bí thư mà bất lực với ba quan chức đã về hưu. Đây là hình ảnh kỷ luật ông Võ Văn Hoan trước khi ông Tổng vào Sài Gòn. Không biết chuyến vào Sài Gòn cũng của ông tổng bí thư, ông Võ Văn Hoan đã làm được gì với bộ máy của Đảng ủy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng không biết bà Trương Thị Mai, tháp tùng của ông Tổng vào Sài Gòn, bà đã rà soát lại nhân vật nào có thể thay thế hay không. Bởi ngay trong bộ máy Đảng và bộ máy nhà nước cấp thành phố đang vẫn còn đó những con người thân hữu của ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Với tư cách từng là quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền ở thành phố, ông Võ Văn Thưởng phân loại cho bà Trương Thị Mai thuyên chuyển. Nếu hiệu quả thì đấy là bước đi dọn đường để ông Tổng Trọng đưa lò vào nhà ông Hai Nhật mà đốt. Cũng vì nhóm tam trụ ăn đất mà cánh miền Nam đã bị vạ lây. Giờ đây người ta thấy người gốc miền Nam thực sự trong Bộ Chính trị là quá ít. Có lẽ người miền Nam, ông Nguyễn Văn Nên cũng cần nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ ông Tổng Bí Thư hốt cho bằng được nhóm này. Nếu không hốt nhóm này, những người miền Nam trong bộ máy chính quyền thành phố sẽ khó tiến thân. Bởi ông Tổng nhìn đâu cũng thấy người thân hữu của ông Lê Thanh Hải mà lại đi họ. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải vẫn sừng sững thách thức cái lò của ông Tổng. Ông Trọng muốn hạ bệ Lê Thanh Hải là rất rõ, tuy nhiên hạ được hay không lại là vấn đề khác. Lò công trọng có chất lượng hay không cũng xem, nhưng thanh củi được đưa vào đốt là loại củi nào. Nếu không đốt được tam trụ ăn đất thì lò công trọng đốt bao nhiêu cũng chẳng có ấn tượng gì. Và thành tích chống tham nhũng của ông Tổng cũng quanh quẩn ở những kẻ yếu thế mà thôi. Ông Trọng cần hạ những tay tham nhũng gọc và mở cho những quan chức khác có điều kiện để tiến thân. Đằng này kẻ cần diệt, ông không diệt được, bỗng lại đi rỉ những kẻ không đáng bị đi. Ông Trọng cần thay đổi chiến dịch đốt lò thì mới hiệu quả.